cái nhà, chào cả nhà yêu thương của Út nha. Chúc cả nhà yêu thương của Út lúc nào cũng vui vẻ nha. Khép dễ thương không? Này quá dễ thương à, trời ơi. Có con cá luôn nè, hey, có con cá, cái vàng chứ không phải cá bảy màu, cá vàng ha. Này cá bảy màu, cá vàng nha chứ không phải cá bảy màu nha, đừng kiện tôi nha, trời trời. Tôi đội cá vàng à, này, cá chép đó nha, đó, có cái bông nè, đó ghê không? Đầu tư dữ không? Đầu tư dữ dằn không? À, rồi như câu chuyện ha. Bữa nay chị heo nói là chị heo cai cai cú ngày hôm qua có Hồng Loan có đăng dòng trạng thái là được tặng chồng tặng một chiếc nhẫn hột sò. À, thì Út biết là khi mà Hồng Loan thành công thì mấy anh mấy chị quay xe đó, mấy anh mấy chị quay xe rất là cai cú. Tại mấy anh mấy chị quay xe không lúc nào muốn Hồng Loan được bình yên, muốn Hồng Loan phải thê thảm, muốn Hồng Loan phải te tua tơi tả như tàu lá, mà muốn Hồng Loan phải thất bại là mục tiêu mục đích của mấy anh mấy chị quay xe ha. Mà càng ngày nó đi ngược lại những gì mấy anh mấy chị quay xe, Hồng Loan càng ngày càng rực rỡ, càng ngày càng thành công, càng ngày càng đẹp, càng ngày được chồng yêu thương, nên mấy anh mấy chị cay cú lắm đó. Mấy anh mấy chị rất là cay cú luôn. Giống như là đại lễ sinh nhật thì anh đạo diễn gọi là đại lễ mì tôm, còn đại lễ sinh nhật thì chị mì ca cấp độ 21 gọi là đại lễ vô ơn đó. Tại vì không có thành công, không có công nhận như thành công người ta, nhưng không chấp nhận đó. Sợ người ta hơn mình nên mình không có chấp nhận đó. Lúc nào mình cũng tìm cái gì đó để mình chù dập người ta, nhưng mà càng chù dập người ta lại càng nổi. Thì chị heo ha, chị heo cai cú hỏi chồng Hồng Loan á, ăn ở không tiền ở đâu mà mua hột sòn cho Hồng Loan vậy? À, chồng Hồng Loan ăn ở không tiền để mua hột sòn vậy? Vậy mỗi lần chồng Hồng Loan live stream bán hàng bộ đuôi mù sao không thấy hả? Bộ mù sao không thấy? Không thấy người ta live stream bán hàng, bán túi xách, bán mỹ phẩm, bán này bán kia phụ vợ người ta dòng giả suốt năm mấy nay hả? Chị heo giờ chị heo hỏi là chồng Hồng Loan ở không tiền đâu mà mua hột sò cho Hồng Loan vậy? Chị heo hỏi luôn chồng của dê ở không tiền đâu mua SH vậy hả? Tiền đâu mua SH vậy? Tiền đâu mà đi kiện người ta vậy? Tiền đâu mở quán bún bò vậy? Tiền đâu làm MV vậy hả? Tiền đâu sống một mấy năm mấy nay khi nguyên gia đình không ai đi diễn, không ai đi hát, không ai đi hò, không ai làm bất cứ show chậu gì hết vậy? Tiền đâu vậy? Sao mình không hỏi, sao mình hỏi cái từ đó? Còn tiền đâu ta mua kệ người ta, miễn là tiền ta làm ra mồ hôi nước mắt, là làm ra người ta không có đi lợi dụng ai đám tang, lợi dụng phần mộ huyệt mộ, không có lợi dụng ăn bám ai được rồi. Ít ra chồng Hồng Loan cũng có nhà cửa cha mẹ đàng hoàng hơn là chồng của dê. Chồng của dê đã chồng của dê tối ngày cái lẻo đẻo nhà cha vợ người ta ở, còn này ở nhà cậu vợ mới ghê. Nhà cha vợ ở thì nó bình thường, tại vì giờ ba vợ mất rồi mình ở là chuyện bình thường, còn này ở nhà cậu vợ mà định chiếm luôn nhà cậu vợ mới mới quan trọng. Sao không hỏi mấy câu này? Sao không hỏi? Rồi lúc trước mà khi mà lấy tiền với gầm giường ra đó, thì chồng của dê nói là tiền của chồng dê bù vô cho dê thì dàn cưới đó. Vậy chồng của dê ăn không tối ngày bám vô như gia đình cậu vợ không, tiền ở đâu mà bù vô dàn cưới với gầm giường vậy? Chị heo ơi, chị heo nay tức lắm không? Trời ơi, thấy chồng ta tặng hộp sòn phái lắm không? Mình cả đời cũng không ai tặng mình đâu, cả đời chồng mình cũng không tặng mình đâu, tại mình cái tầm của mình nó như vậy rồi, không ai tặng mình đâu. Nhẫn cỏ nó còn chưa tặng nó lấy đầu nhẫn hộp sòn. Hỏi chồng Hồng Loan chứ ăn ở không hoài tiền nó mua hộp sòn vậy? Chồng của dê ăn ở không hoài tiền nó xài vậy? Tiền nó đi kiện ra vậy? Tiền nó mở quán bún bò bù lỗ vậy? Tiền nó bán hạ online ế hết đợt này tới đợt kia vậy hả? Tiền nó làm gì vậy chị heo ơi? Chồng của Hồng Loan á, ăn bám Hồng Loan suốt một năm mấy nay, tiền đâu mua? Đã tiền đâu mua? Chồng Hồng Loan ăn bám hay là ai ăn bám? Tự đạo mình biết, tự lương tâm mình biết, là tự mỗi người biết chồng Hồng Loan có ăn bám hay không là tự tự lương tâm của những anh chị quay xe và cộng đồng mạng biết. Là chồng Hồng Loan lúc nào cũng kè kè bên vợ, bảo vệ vợ không giờ tầm mắt, đưa đứa con đi học, hỗ trợ vợ con buôn bán hàng, mặc dù trước đó không hề biết về vấn đề bán hàng online nhưng mà vẫn lên bán hàng online. Phụ vợ, vợ đi hát bên Úc ở nhà vẫn bán hàng, vẫn đưa con đi học, vẫn vẫn đóng hàng đóng gói, mà nói người ta ăn ở không 100, biết ai ăn không 1 năm không chị heo? Biết biết người nào mà ăn ở không 1 năm nay không? Sáo bào nè, dê nè, lông vịt nè, là ở ăn ở không 1 năm nay luôn. Gia đình xè 77 nè, đã ăn ở không 1 năm luôn đó. Có nói lộn không chị heo? Có nói lộn mình nói lại đi. Có lộn nói lại đi, nói là chồng Hồng Loan ăn ở không 1 năm nay, tiền đâu một sòn?
có nói lộn không, có nói lộn cho nó lợi đi, cho nó lợi đi, ai ăn ở không năm nay hả? Chồng Hồng Loan, Hồng Loan chưa bao giờ ở không một năm nay, buôn bán tất bật shop, cái shop mà ăn giặt đó, hồi nãy bùm bùm đưa lên cái hóa đơn mà người ta mua hàng mà cho chốt má chốt đơn nó chạy ra cái nhà mà thấy mà thèm luôn. Ai mà ai làm kinh doanh bán hàng mà thấy hóa đơn mà chạy kiểu đó hả, người ta thèm luôn, thèm được cảm giác như vậy luôn, nó quá là thành công, quá là được sự yêu mến và bán quá đắt hàng luôn. Ngoài chẳng những Hồng Loan bán đắt hàng, Hồng Loan chia cho bùm bùm một cái shop nhỏ, họ bùm shop Hồng Loan bùm bùm bán mỹ phẩm cũng đắt hàng luôn, hóa đơn chạy đó. Anh mới chịu xe cay lắm, cay dữ lắm đó. Nói chồng Hồng Loan á, ăn ở không một năm mấy tiền nó mua một sòn kệ đó, miễn đừng cắp trộm được rồi, miễn đừng có lợi dụng đánh tan được rồi, miễn có ai đừng ăn nhờ đậu rồi chiếm nhà người ta được rồi đó, đừng miễn đừng có dựa vô ba người ta được rồi, nói chung là làm gì cũng được á, miễn đừng ăn cắp trộm, miễn từ mồ hôi nước mắt của làm ra được rồi, của vợ công chồng, của chồng công vợ, người ta muốn mua gì mua kệ người ta, mắc mớ gì sôi, chồng ta tặng hột sòn cũng sôi nữa hả? Lẽ giờ muốn chồng ta bỏ người ta mới vui hả? Muốn chồng ta bỏ người ta xách sơ xách sửa mới vui sao hả chị heo? Chị heo ơi, chị heo sống cả đời cũng không ai tặng chị heo gì đâu, chị heo yên tâm nha chị heo. Trời ơi, hỏi ăn ở không một năm tiền nó mua một sòn, cái hỏi gì nhột nha, nhột nhột nha, hỏi vậy là bà gia đình nhà cám nhột nha, gia đình vợ chồng lâm dịch nhột nhột nha, hỏi gì nhột nha. Ai ai ở không một năm nay không đâu, đâu ở không đâu, nó chia nhánh shop liên tục, chia nhánh shop liên tục, hết shop này tới shop kia shop nọ, mà công nhận Hồng Loan giỏi cái nha. Đầu óc nó nhạy bén thấy không, chỉ cần mình chỉ cho nó con đường đi là nó tự động đi mà thành công luôn. Giống như mới đầu nè, Mèo Mèo và anh Sang giúp bà live stream mà Hồng Loan ngỡ ngàng không biết gì chứ, ngơ ngơ ngẩn giống như trên trời xuống, mà giờ thành thụ mà đẻ ra shop này đẻ shop kia đẻ shop nọ, mà nói chung là tận dụng thời cơ đến mức có thể luôn. Hồng Loan giỏi thiệt thiệt, bởi vậy Hải mà không cưng Hồng Loan cũng uổng lắm, vợ người ta vừa đẹp vừa dễ thương vừa hiền thục vừa giỏi vậy mà tao không cưng sao được, tao không tặng hột sòn tặng cả đời. Hải nó còn tặng nó đựng chim, tặng luôn cái mạng nó còn tặng đựng nó tặng hột sòn, đúng không chị heo, đúng không chị heo? Vợ người ta đẹp quá mà, vợ ta giỏi quá mà, vợ ta dễ thương quá mà, ta thương ta tặng hột sòn đúng rồi chứ, giờ tặng gì giờ? Lẽ tặng hột gì giờ hả? Hột mít, hột mít hay hột gà, hột vịt hả chị heo? Cái chị heo muốn chồng Hồng Loan tặng gì? Trời thám tử thì chê chồng Hồng Loan có ngày đội nón, lẽ đội ngã ba, giờ chê tới ngày mang cặp sách, đúng rồi cặp sách tiền không chồng, mang cặp sách đi thu tiền, mang cặp sách đi 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 bỏ hàng rồi, chứ lẽ tiền lẽ bỏ túi, cọc tiền 50 triệu 500 triệu bỏ túi sao bỏ được, mang cái sách chứ, mang cái sách đẻ ra tiền, mang cái sách đã được việc ra, mang cái sách là đi 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 làm ra tiền, ta cứ mang. Lẽ giờ đàn ông không mang cái sách chứ mang cái gì? Lấy mang bị bàn hay cầm cái bọc ni lông, bỏ mỗi lần đi bổ hàng cầm cái bọc ni lông bỏ chổng đi bổ hàng, hay là không đợi cho đội nón, lẽ đội cái ngã ba lên trển, đội ngã ba lên đầu hả thánh tử? Ủa ngộ vậy, giờ tôi tự nhiên soi chồng Hồng Loan dữ vậy, giờ không còn gì để soi hả? Soi Hồng Loan hết đường soi hả? Bắt đầu chuyển qua nhắm tới chồng Hồng Loan. Trời ơi, nhầm nhò vậy, chồng Hồng Loan giờ chồng nhầm nhò vậy, một năm mấy nay chịu nổi vậy, lẽ giờ xá gì mà buổi chiều mưa bão tố chồng Hồng Loan còn chịu nổi hỗn hồn kia mấy mấy trận mưa rào, đúng không mấy anh chị quay xe? Trời ơi, tôi đang nói chuyện ngọt nha, nói chuyện đàng hoàng tử tế lắm đó, đúng không mấy anh chị quay xe? Trời ơi, chắc thấy chồng Hồng Loan tặng cái hột sòn chắc tức ca tức ca. Anh đạo diễn thì nói là đại lễ mì tôm, còn anh còn chị heo thì nói là mà tiền ở không tiền đâu mua, còn chị mì cay thì nói là đại lễ phủi ơn ha. Rồi có đọc cái dòng trạng thái của chị mì cay khi mà muốn quay trở lại drama mà không biết bằng cách nào ha, bổn cũ soạn lại nha, này bổn cũ soạn lại, cái này là cộng đồng mạng đã nói trước rồi, trước sau gì cũng trở lại kiếm cái cớ là giả bộ muốn yêu mà chẳng lành ha. Nghe nói nghe nói lại à, nghe người ta nói lại, ai nói lại vậy? Chứ phải Linh Dình hả? Chứ phải Linh Dình hàng ngày coi bên Hồng Loan hoạt động gì, những kênh YouTube khác hoạt động gì hả? Ai nói mình không ai dành hết chứ. Nhà mỏ hổn vẫn môi tên của mì cai ra để khịa, và ngay ngày sinh nhật của Phủi Ơn, bữa nay là không có kêu bằng con vô ơn nữa mà kêu là bé Phủi Ơn, sống kêu con đi, con kêu sao kêu vậy đi, kêu bé gì bé gì, bé lớn rồi bé gì, cô hỏi mình nói nó lớn rồi sao mình kêu nó bé gì, bé Phủi Ơn. Ai môi tên không ai nhắc tới, không ai nhắc tới luôn. Ngày sinh nhật của Hồng Loan nó bán hàng tất bật, nó chốt hàng không kịp, nó vừa thổi bánh kem nó vừa vui vẻ vừa bán tất cả các mặt hàng mà Hồng Loan có, những cái shop của Hồng Loan đâu có ai kêu tên mình, không ai nhắc luôn, không có nhắc thiệt, tôi đảm bảo không có nhắc, có ai nhắc đâu. Nói người ta mà hổ mình mỏi gì hả? Nói người ta mà hổ mình mỏi gì? Ủa mình nói rút khỏi drama rồi mình cũng ngứa tay ngứa chân ngứa miệng mình trả lời hả gì hả? Gì hả chị mì cay? Chào tôi
nó mới nói dút khỏi Yama cái gì nói nghe nói à, ngay ngày đại lễ sinh nhật nhắc tên của Mikai để khịa nó mai rảnh không rảnh Hồng Loan mới hôm qua nó like á, không có nhắc gì tới luôn, lo like bán hàng, chốt đơn ầm ầm vui vẻ cười hài hài không, thổi bánh kem không có nhắc tới luôn, vậy cũng kiếm chuyện thôi, ta nhắc mình, ai nhắc không rảnh, không rảnh luôn. Quý vị khán giả, mì xào đừng quan tâm, dễ hiểu nếu gì không môi tên của mì xào thì đâu câu view câu like, nóng gem của lợi ích mà kệ đi quý vị ơi, ai vi phạm thì cái mỏ lại hại cái thân, vậy sao nói chi vậy? Nói là kệ quý vị ơi, ai vi phạm là cái mỏ hại cái thân, vậy nói chi vậy? Vậy nói làm gì? Hả? Vậy lên nói làm gì bụng ngứa hả? Ngứa miệng, ngứa nghề hả? Ngứa nghề vu khống bị đặt cho người ta hả gì? Hả gì mà lên nói tiếp đúng không cả nhà? Thì mình giúp luôn đi. Giờ người ta làm sinh nhật tao không nhắc tới mình, không nhắc tới mình luôn. Không nhắc tới mình tự động mới nghe ai nói không ai dảnh chứ nên nhìn cái Hồng Loan làm gì thấy còn ta chút đơn ầm ầm cái tức thấy còn ta được chồng tặng hộp xoàn cái tức thấy còn ta được sinh nhật yêu thương cái tức dưỡng tức sống cả đời dành cuộc đời để tức sánh sống chung cuộc nguyên cuộc đời dành thời gian để tức ha. Rồi Út sẽ đọc một dòng trạng thái Hồng Loan khi mà lên trên mộ cậu có một dòng trạng thái khá là xúc động ha cả nhà. Năm nay lại một sinh nhật không có ba nhưng con lại được ba ban tặng cho con nhiều phước lộc và phía sau đó là sự che chở của ba để con cháu của ba được vui vẻ hạnh phúc như ngày hôm nay. Ba ơi con nhớ ba lắm. Trời nói nữa, đừng có nói câu này, đừng có nói ba ơi con nhớ ba lắm. Trời ơi, mì cay không có cho, mì cay cấp độ 21 không có cho nói câu này, nó gỗ quá, nói câu khác đi. Con nhớ ba hoài, chửi nữa, nói già rồi sao có cháu ngoại nhớ ba hoài, mốt đổ câu khác. Ba ơi con thương ba, cũng chửi nữa. Ba ơi con liên tưởng tới ba thì đừng nói nhớ, dòng nhớ nó chửi đó. Ủa, khó lắm, không cho nhớ cha chứ mẹ. Cha mẹ mất là mất luôn, không cho nhớ. Kỵ mì ca tụi nó khó lắm thôi. Sống đâu năm để già ra nó khó lắm đó. Con cũng xin chân thành cảm ơn cô chú bác anh chị cộng đồng mạng đã nhớ ngày yêu thương dành tặng nhiều tình thương tuổi năm thương tuổi năm dòi đến nay từ năm dòi đến nay mà nó giết viết bỏ vô hỏi ha. Em cảm ơn chị Ba Bình Tinh, chị Ni, Hồng Phan, anh Sang, Kim Cương, Tony Phan, Bùm Bùm, Trương Bảo Xuyên, Má Tư Quốc Thanh đã luôn che chở con từ mọi chuyện. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Đinh Tý, coi coi có Đinh Tý đó cả nhà. Là Hồng Loan viết là có nghĩa là năm nay một lại một sinh nhật nữa là không bên cạnh cậu Năm, nhưng mà Hồng Loan được nhận từ cậu Năm khá là nhiều phước đức và lộc nhờ phước đức và lộc của cậu Năm để lợi mà con cháu được hưởng hưởng cái phúc đó, giờ làm gì cũng thành công. Nhưng mà chờ đừng nói là con cháu, chờ những người mà ăn ở không phải nha, chờ những người phản vô ơn phản phúc nha, chứ không phải ai cũng hưởng cái phước cậu Năm nha. Người nào được hưởng sẽ hưởng, người nào không được hưởng muôn đời sẽ không được hưởng. Tại vì người nào xứng đáng hưởng thì cậu đã chọn rồi. Cậu chọn gửi gắm cho Mỹ và Bùm Bùm về Hồng Loan là cậu đã nhìn sao thông suốt tính cách từ người cậu nhìn ra hết. Cậu nhìn đều nhìn ra hết, nhìn tính cách mỗi người ra sao cậu nhìn ra hết. Đó. Vì thế đừng có nói là con tất cả con cháu mà phải trừ ra những người kia, trừ ra những người mà vô ơn phản phúc, những người mà chà đạp lên danh dự và cái tình thương của cậu thì không được hưởng. Những người không xứng đáng hưởng là không hưởng, còn những người xứng đáng hưởng là hưởng. Như Hồng Loan là bây giờ càng ngày nó càng đẹp, mà nó đẹp Hồng Loan càng ngày càng sang chảnh nha, càng ngày càng sang chảnh cái nha. Tại Hồng Loan của nó đẹp sẵn, cặp mắt nó to, mặt nó hồng hào, với khuôn mặt nó cũng lỗ mũi cũng cao nữa. Nói chung là Hồng Loan cái có nhỏ con thôi, chứ mà nếu mà Hồng Loan mà cao thêm một chút nữa là rất là đẹp luôn, đẹp cực kỳ luôn á nhà ha. Nhưng mà thôi cái kiểu vậy đi, hai vợ chồng tầm tầm vậy cho nó xứng xứng đôi vừa lứa đó, vậy đỡ hơn. Chị Heo hỏi là tiện đâu mua đỡ hơn. Xám hỏi chồng ve sao tối ngày là vợ livestream bán hàng, không livestream bán hàng với vợ, toàn để hủ tiếu livestream bán hàng với vợ không vậy? Cả năm nay không thấy khi nào thấy chồng của ve mà xuất hiện livestream bán hàng với ve, toàn thấy hủ tiếu bán không, hủ tiếu là ai bán không. Vậy mà hỏi chồng ở đâu ở không mà tiền nó mua hộp sòn, kệ nó ở không mà miễn để ăn cắp ăn trộm được rồi, trúng số được không đó, trúng số mua được không đó, được không đó, bán ba cái cặp sách với túi da rồi dây nịt rồi mua được không, bán mỹ phẩm mua được không, bán đồ ăn giặt mua được không. Trời ơi, chuyện bình thường, ta đâu có dành nhà dành cửa ai đâu. Ít gia chồng Hồng Loan cũng nhà cửa ta tử tế đàng hoàng. Bây giờ nhà Hồng Loan ở đây cũng được mà ở bên chồng cũng được, gia đình bên chồng Hồng Loan rất là tử tế, rất là dễ thương, đặc biệt mẹ chồng Hồng Loan rất dễ thương đó nha.
Mẹ chồng Hồng Loan rất dễ thương luôn, thiệt cực kỳ luôn. À, ông cặp nói chuyện rồi, mẹ chồng Hồng Loan mặc về phúc hậu bao nhiêu là mẹ ghen, nói chung là ngược lại đó, nói chung là ngược lại đó. Mẹ chồng Hồng Loan dễ thương đó nha, đánh dễ thương lắm. Mà chồng Hồng Loan cũng vậy nữa, nói chung là tầng mây tầng nào là gió tầng đó, cái level nào sẽ gặp cái level đó cả nhà. Thôi chào tạm biệt cả nhà nha, nhớ đăng ký like chia sẻ cho Úc nha, bye bye.